cả các bạn. Chào mừng các bạn tới với kênh của Huyền Vi nha. Hôm nay các bạn biết Hiền đang đứng ở đâu không? Hiện tại Hiền đang đứng ở vườn Hiền đấy các bạn. Thì Hiền đã review cái vườn mướp đắng cho các bạn xem. Quả rất là nhiều. Mặc dù ngày nào nhà Hiền cũng hái trơn á. Bây giờ Hiền sẽ review cái vườn mướp đắng cho các bạn coi nhé. Đây các bạn ạ. Đây là những trái mướp đắng nó đang nhỏ này. Cái này là ngày mai hái được rồi các bạn ạ. Ngày nào nhà Hiền cũng hái hết á. Mà nó ra rất là nhanh luôn. Với lại bây giờ treo cái viên lông não các bạn. Và nó cái chai xong đục quét cái chai ra. Cho nên là mấy cái con ong vàng nó rất là sợ cái mùi đấy. Nhưng mà nó rất ít châm vào quả các bạn. Nhưng quả ra cũng rất là đẹp. Thì nhà Hiền trồng mướp đắng, trồng dưa leo thì rất là nhiều. Thì làm những cái rào như thế này này các bạn, làm hết cả mấy sào đất gần đây luôn. Thế là cái vòi mướp đắng này, cái ngọn nó ngheo ngo đến đâu là nó sẽ bám cái xúc tua vào đến đấy. Thì nó sẽ rất là chắc, với lại nó không có bị rớt ra ngoài á. Cho nên là cây mướp đắng nó sẽ leo tới đâu thì quả nó sẽ ra tới đấy các bạn. Cây thanh long đỏ các bạn. Nhà Hiền không có thanh long trắng, nhà Hiền chỉ có trồng thanh long đỏ thôi. Những cái trái khổ qua bé bé này mà chúng ta đưa đi chấm mắm nêm nhỉ, thì rất là ngon luôn á. Chắc Hiền phải làm một cái video chấm mắm nêm ở ngoài này quá. Đây các bạn này, những cái viên lông não này các bạn cho vào chai, các bạn khui mấy cái lỗ thế này này các bạn. Đây các bạn thấy nhỉ, khui lỗ đây khui lỗ này trên cũng vậy, khui xung quanh cái chai thì cái viên lông não này nó sẽ tự lan tỏa hơi ra, cái mùi ra thì nó sẽ làm cho ong bay đi các bạn. Các bạn thấy vườn mướp đắng thế nào? Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy vườn mướp đắng của nhà Hiền như thế nào nhỉ? Quả có nhiều không? Ngày nào cũng hái thì bán hết đấy các bạn ạ. Mà nó ra nhanh lắm. Nhưng rất đã phải không các bạn? Mướp đắng này thì rất là ngon luôn. Cái này mà nấu chả cá thắt lát nha, rồi cắt nó vô từ cục dày mỏng dày á, trời ơi ăn bao phê. Này, trời ơi tin được không, lâu lâu ra vườn ngắm mấy em treo lụng lặng. Nhưng mà mấy em này là mai là hái bán mất tiêu rồi, không có để lại nữa đâu. Mấy em này á, khoảng chừng mấy ngày là bán được chứ gì, nhanh lắm. Bây giờ chúng ta sang khu vực bên này nhé. Đây bên này không kém gì ở bên đấy. Nào, trái này, trái nó nhỏ nhỏ xinh xinh, mọi người thấy không? Trời ơi, tin được không?
các bạn ạ. Mình trồng mướp đắng á, là mình nên là có mấy cái lưới á, mình giăng lên bên trên làm một cái giàn cho nó leo luôn. Thì bao nhiêu trái nó sẽ lủng lẳng phía dưới luôn, nó không có nằm phía trên nữa. Ngày trước làm thì không để ý, nhưng mà bây giờ biết cách làm rồi các bạn. Nhà hiền trồng rau từ nào đến giờ á, cho nên là biết cách làm á. Cho nên là quả nó cứ thòng lọng phía dưới thôi, nó không có phía trên đâu, nó không có nằm phía trên đâu. Cho nên mình thu hoạch cũng rất là dễ. Cái này mình lấy kéo ra cắt rất là nhanh luôn. Này các bạn nhìn thấy không? Không có ong thôi chứ trái mướp đắng non á. Này. Nhiều quá, nó nhanh ghê gớm thật đấy. Nhà hiền lại treo một cái chai lông não đấy. Cái viên lông não các bạn nhé. Viên lông não không phải là viên lông não hôi thơm đâu. Viên lông não thơm đấy thì dụ kiến dụ ấy về thôi chứ chẳng làm được cái gì. Chẳng làm được cái trò trống gì mấy cái viên lông não đấy. Đây, còn mấy quả mướp đắng này. Mai muốn nó lớn nó sẽ tự ấy xuống. Đấy, nó sẽ như thế này. Ba cái gì mùi thơm nó không làm ăn được cái gì hết ấy. Giống như cái mùi sả, Hiền rất thích cái tinh dầu mùi sả cũng vậy. Nó đuổi muỗi rất là hay luôn. Hiền nói bạn nào mà đi về cái vườn nhà Hiền nhìn mướp đắng với nhìn dưa leo mà không phê thì thôi chứ. Cây này cây tiêu. Đấy, nhà Hiền ở bên trong này cũng có xen kẽ tiêu các bạn này. Tiêu quả quá trời quá đất. Rẻ bèo luôn mà. Tiêu thì vứt đi chứ làm cái gì nữa. Và luống cuối cùng. Đây, nhìn dễ thương chưa? Thật là dễ thương. Đây thôi. Cảm ơn. Xinh xinh nhỉ. Thấy quả không? Các bạn có nhìn thấy quả không? Trời ơi, nó treo lủng lẳng kìa. Quả này bị hư rồi. À, đi khắp vườn mà giờ mới nhìn thấy một trái hư đúng không không các bạn? Đi khắp vườn rồi mà giờ mới nhìn thấy một trái hư đấy. Nhà Hiền trồng đậu bắp nữa kìa. Rồi để mai mốt đậu bắp nó lên trái xong rồi Hiền quay cho các bạn xem nhé. Rồi đậu bắp mà hơi ngon. Bây giờ video của Hiền xin kết thúc tại đây nha các bạn. Hiền cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để xem video của Hiền nha. Các bạn yêu thích video của Hiền thì nhớ đăng ký, subscribe, chia sẻ giúp Hiền với nha. Các bạn chia sẻ và đăng ký là ủng hộ tinh thần cho Hiền rất là nhiều để Hiền phát triển thêm kênh YouTube. Và Hiền có động lực để ra những video thật hay để cho các bạn xem nhé. Bây giờ Hiền xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Bye bye các bạn.